Một người nổi tiếng và giàu có, khi yêu một ai, bạn có nhìn vào gia cảnh để tương xứng không, hay chỉ là cần hợp? Thật ra với câu hỏi này á, thì Tuấn cũng không phải là một cái người mình nói cho hay, hay là hoàn cảnh này mình sẽ nói cho anh gì đó nó rất là hay ho này kia. Nhưng mà bản thân Tuấn, khi mà Tuấn yêu một ai đó thì Tuấn sẽ không có nhìn vào hoàn cảnh của người ta đâu. Quan trọng là mình ở bên nhau mình sẽ cảm thấy như thế nào, thì cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Còn ở tại thời điểm đó, ok, maybe cái hoàn cảnh của mình nó không được như mình mong muốn, nhưng mà một khi hai người cùng cố gắng thì Tuấn nghĩ trong tương lai nó sẽ cùng nhau nó hoàn thiện hơn thôi. Thì đối với Tuấn thì Tuấn cũng không quan trọng lắm. Tổng nói nhiều quá. Tuấn ơi, anh có thấy anh đẹp trai lắm không? Ủa, em đang đợi mọi người cứ khen Tuấn á. Không ai khen luôn á? Không, tự nhiên khen. Ủa, không ai khen luôn á? Không. Tân ơi, anh đẹp trai không Tân? Đó, sao anh em nói? Alo. Em đang hỏi beauty. Tân ơi, đẹp trai không Tân ơi? Em hỏi beauty. Không, anh Tuấn hả? Tuấn nghĩ là bây giờ nè, tự nhiên hỏi mọi người chi để cho mọi người rơi vô cái hoàn cảnh khó xử. Su Lan hỏi em thì em trả lời đi cho nó nhanh. Chị có trả lời không? Có. Tuấn thấy là Tuấn mặt Tuấn cũng được à, chứ Tuấn cũng không đẹp cho lắm đâu. Những lời thiệt tình đi, trả lời mà xạo là hả, dễ thích đất đó. Anh có thấy đẹp trai đúng không? Thì đẹp. Nãy giờ chị biết em chờ có mỗi mấy câu này thôi, chứ còn gì nữa. Thiệt luôn á. Tại sao hôm nay khỏi hiền quá chứ đúng không? Không giống như hôm bữa à. Thất vọng bạn Sô Lan thiệt sự. Việc đam mê có giúp ích gì cho nghề nghiệp của mình không? Vì em sắp thi lên đại học nên em cần lời khuyên chọn đúng nghề. Thật ra mỗi người đều có một cái khái niệm về đam mê khác nhau, nhưng mà riêng về cá nhân của Tuấn thì Tuấn thấy rằng cái đam mê đối với Tuấn thì nó đến từ cái việc là khi bạn làm một cái điều gì đó mà bạn cảm thấy thích, khi mà bạn làm một cái điều gì đó mà bạn thấy có kết quả, thì từ kết quả đó bạn mới ra cái đam mê. Theo Tuấn thì Tuấn nghĩ là vậy. Giống như là bạn nên làm những cái điều mà bạn cảm thấy là bạn làm tốt nhất. Cũng có số một cái nghề nó không có phù hợp với bạn, bạn nghĩ rằng bạn rất là thích nó, rồi bạn ngộ nhận cái điều đó là điều đam mê, mà cái Tuấn nghĩ là cái điều đó không phải đâu. Cái điều mà Tuấn nghĩ là tốt nhất cho bạn đó là khi bạn làm một cái điều gì đó, bạn cảm thấy có kết quả, bạn cảm thấy hạnh phúc, và điều quan trọng nhất là bạn dám kiên trì và bạn dám đối diện với cái nỗi sợ của mình để vượt qua cái nỗi khó khăn trong cái nghề đó. Bạn dám all in hết tất cả sức lực của mình thì đó gọi là đam mê. Thì Tuấn nghĩ là cái đam mê theo quan niệm cá nhân của Tuấn, khi bạn làm một cái gì đó có kết quả thì kết quả nó sẽ tạo thành đam mê. Thì chắc là đúng rồi, em nói em quan điểm cá nhân mà, chị thấy đúng mà, không biết mấy bạn thấy sao. À không, cái này là cắt á, cái này là em hỏi này hỏi chị. Không, chị muốn cắt. Không, tại vì em thấy mình thấy vậy. Thì người ta hỏi mình thấy quan điểm cá nhân mà, cắt chi. Nếu có một kỳ nghỉ dài thì anh sẽ đi đâu và đi với ai? Nếu có một kỳ nghỉ dài á, anh sẽ, thì anh rất muốn đi chung với lại gia đình của anh. Tại vì trong một khoảng thời gian vừa rồi á, anh đi làm khá là nhiều, anh không có nhiều thời gian để anh gần gũi gia đình, thì anh rất là mong anh có nhiều thời gian hơn để có thể gần gũi gia đình, đi đây đi đó, tận hưởng cùng với lại gia đình của mình. Đi đâu á? Thì đi. Thật ra đối với Tuấn á, đi đâu nó không có quan trọng. Quan trọng là bạn đi với ai thôi. Nhưng mà nếu như mà thật sự là đi á, thì Tuấn sẽ đi tới một cái nơi nào đó thật là... Cũng
có thể là Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Ở nước ngoài. Hoặc là đi đâu một cái biển thiệt là đẹp. Ở trong Việt Nam mình sẽ đi biển. Đi biển thiệt là đẹp. Okay. Ừ vậy đi cho nó nhanh. À. Mình là sẽ dắt gia đình đi biển mà đi Hàn Quốc đúng không? Đúng rồi. Còn không thì dắt gia đình đi qua Hàn Quốc xong ra biển luôn là được hai cái. Wow. Đúng không? Đúng rồi, hay quá chị ơi. Thế câu thứ hai. Câu hai. Đến cho anh đi. 15 rồi. 15 rồi chứ em tưởng ủa sao nãy giờ mới trả lời hai câu ta. Tự em nói chứ ai đâu nói. Anh hãy kể một kỷ niệm đẹp đáng nhớ nhất của anh và gia đình của mình đi ạ. À. Hết câu này có được không? Để em nghĩ cái. Nghĩ đi, để máy luôn đi. Rồi em ngồi em suy nghĩ nha. Trời kia những đẹp mà ngồi suy nghĩ. Tại vì á, đối với Tuấn thì khi mà ở bên cạnh gia đình Tuấn thì đều là kỷ niệm đẹp. Kỷ niệm có hơi lâu. Đối với Tuấn thì cái kỷ niệm mà đẹp nhất chắc có lẽ là tổ chức đám cưới cho anh hai của Tuấn. Tại vì cái ngày mà đám cưới anh hai của Tuấn với chị dâu á, thì mọi người có nhiều thời gian ở bên nhau nhiều hơn, được làm cái này, được làm cái kia, rồi chuẩn bị nhà hàng tất cả mọi thứ, rồi anh hai của mình, ổng lấy được vợ nó, mình cũng rất là mừng cho ổng. Thì cái kiểu đó là chắc là kỷ niệm mà Tuấn cảm thấy đẹp nhất đối với Tuấn. Ê, nhớ nãy, nhớ khách nãy giờ nãy em nghĩ hơi lâu á. Nếu bắt buộc chọn giữa sự nghiệp và tình yêu thì chung thì Tuấn sẽ chọn bên nào? Tuấn sẽ cố gắng hết mình để Tuấn sẽ không bao giờ rơi phải cái tình huống này, và Tuấn sẽ hoàn thiện bản thân để Tuấn có thể chọn cả hai. Nhưng mà nếu mà lỡ rơi vô thì sao? Lỡ đưa ơi về tình huống này á hả? Tuấn có một cái quan điểm sống là khi mà Tuấn mong muốn một cái gì đó, Tuấn sẽ cố gắng hết sức để chinh phục được cái điều đó. Và một khi mà Tuấn đặt cái mindset trong đầu của Tuấn là Tuấn sẽ không để cái trường hợp nó xảy ra, thì Tuấn sẽ cố gắng làm sao để một ngày nào đó Tuấn sẽ không rơi vào một cái cảm giác khó xử như vậy. Câu tiếp theo. Trước đây anh học quản trị kinh doanh, không biết sau này anh có dự định kinh doanh ngoài việc là làm diễn viên đẹp trai không ạ? Tại sao thích những câu hỏi này ha, luôn luôn kèm một cái chữ là diễn viên đẹp trai không ạ, thích lắm luôn á. Bạn nào á mà đặt cái câu hỏi này thì nhớ là comment lại cái tên vô. Nhờ em khen mấy bạn đó cho nên em thấy cái chất lượng cuộc hỏi đợt này nó hiền quá không? Toàn là khen rồi này kia không mà. Lần đầu tiên quá chứ. Em thấy là đợt đầu tiên hay đợt gì là Sola cũng là người dễ thương hết á. Chị có chị lúc nào cũng dễ thương, nhưng mà cái chất lượng chặt chém nó bị giảm quá nhiều rồi. Chị không có hài lòng gì cái chất lượng, hiểu không? Quan trọng là em yêu với bạn rồi. Chị hài lòng để làm cái gì? Ok. Ok. Em tự quay tự selfie đi. Có một người thân cũng bạn thiết lắm. Ở thời điểm hiện tại thì Tuấn cũng đang có một cái plan cho riêng Tuấn rồi, và trong tương lai gần thì Tuấn sẽ triển khai cái công việc đó, và Tuấn mong rằng tất cả những dự định và những sản phẩm sắp tới của Tuấn sẽ được mong tất cả mọi người đón nhận, nhớ ủng hộ Tuấn nha. Sẽ có bao nhiêu câu này? Tìm bảy có sao lâu quá ta. Kể ra các màu quần lót. Từ từ, tôi thấy có cái mùi gà ở đây. Tôi sẽ lấy lại để Tuấn minh chính mình nghe. Như mọi người đã thấy, về kích cỡ giấy hoàn toàn khác nhau. Về chữ viết, đây là một chữ photo. Và đây là một chữ viết bằng viết bi. Theo mọi người nghĩ, đây là âm mưu của ai? Không thể có âm mưu gì luôn á. Thiệt, không thể có âm mưu gì luôn. Các bạn biên tập mấy câu hỏi, khi mà thấy những cái câu hỏi như vậy, cái câu hỏi mà em đang nói là âm mưu á, bạn nó bị sợ là em không dám trả lời hay sợ bị mất hình tượng này kia nên mấy bạn nó loại ra. Bạn mấy bạn chỉ để mấy câu đàng hoàng thôi, nhưng mà sau khi chị kiểm duyệt thì nó chơi cái gì vậy, mình làm ăn
không, mình đã làm ăn luôn. Mình làm ăn luôn. Mình đã nói okay. Thử thách câu hỏi thì mình phải trả lời hết. Thì chị cứ viết thêm vô đi. Có một số câu hỏi trên YouTube đó các bạn hỏi đó, thì bây giờ viết thêm vô thôi. Ôi thì là bây giờ mình phải trả lời là kể ra nguồn lót màu. Câu hỏi là cái gì đã? Kể ra các màu nguồn lót của anh. Sao cái này dễ quá trời, thật sự. Dễ ơi, dễ. Dễ mà. Dễ. Em có nhưng mà em kể thôi chứ đâu phải có em dơ lên đâu. À, quên sao tự nhiên nãy em nghĩ tới cái giờ. Thật sự luôn á, câu hỏi quá đơn giản luôn á. Em còn ngồi em móc ra em còn nói là âm mưu gì đâu. Trời, sai, cái câu hỏi này dễ hẹt, sai. Kể cả màu nguồn lót của bạn, màu đen. Trả lời mấy câu này em bị cứng họng quá ta. Trả lời thiệt giống như ủa, em trả lời thiệt nha. Em nói thiệt á. Màu đen nè. Màu trắng nè. Màu xanh dương nè. Màu xám nè. Hay là còn mộng em nói. Em nói là em trả lời thiệt mà, chị không cắt máy đâu. Có màu cầu vồng nữa. Màu cầu vồng là cái gì? Ý là có đầy đủ tất cả các bảng màu trong con cầu vồng á. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím á. Cái đó em tự mua hả? Hay là mẹ mua cho vậy? Đâu có đâu, em giỡn cho mọi người vui thôi. Chứ mọi người có đang vui không? Chị không biết mọi người đang vui mà chị suy sụp. Nè, chính xác nè, là Túng có màu đen nè, màu trắng nè, màu xám nè, màu xanh dương nè. Màu xám lông chuồng, màu sáng nhạt nè. Màu kem nè. Em có phân biệt được màu kem là màu gì không vậy? Màu kem là màu ngà đó. À, ok. Túng bây giờ hết không bán kiểu màu màu đâu nha. Màu gì đúng không? Màu rêu. Màu rêu là màu gì? Màu xanh lá cây đậm. Rồi, ok. Rêu. Sao nhớ nổi? Ủa, mặc nhiều màu dữ vậy hả? Thì lâu lâu kiểu mình phải thay đổi màu sắc để cho cuộc sống mình trên thú vị chứ chị. Trời ơi, người ta thường thường là chỉ có trắng đen thôi hả ông ơi? Mà nãy giờ hơn 20 màu rồi đó. Thì cuộc sống mình nhiều màu là nhiều thú vị mà chị. Chị không thấy cuộc sống nhiều màu màu sắc hả? Ờ, thiệt sự nó cái mua gì mà lạ luôn, dễ sợ luôn. Nhưng mà cái màu mà Tuấn hay mặc nhất là màu đen. Thôi, bây giờ còn giải thích gì nữa. Mấy chục màu đó thì giờ mẹ giặt cái nào để mặc cái đó thì có. Chị hỏi mày đặt chọn lựa. Ai sẽ là người giặt quần lót? Chị Linh ghê chưa? Chị quá Linh luôn á. Thấy không? Tân ơi, lấy cho anh cái bếp ga đi Tân, chứ ta hết lửa nổi rồi Tân. Quá Linh luôn em thấy không? Vẫn là cái nếp bút bi điện thoại. Tôi cần tìm ra cái hung thủ, cái người biết cái nếp bút bi này là của. Là cái con biến tập thôi. Bình thường. Chắc chắn là tôi đang bị hại đó. Không có hại. Đem ra cho tôi cái bếp ga đi. Hỏi chị là mấy cái câu này có nên bỏ vô không? Chị nói là cứ bỏ vô bình thường. Thì lúc đó xong câu hỏi thì chị bắt viết thêm thôi. Chứ hại gì mà hại, chị nói bình thường. Biên tập ơi, sao mà hại Túng được biên tập ơi, sao? Ai sẽ là người dùng lót cho anh? Đúng vậy. Nhưng mà chị tưởng mẹ chứ. Đâu. Không, ý là chị tưởng mẹ giặt đồ, hiểu không? Thì một là Túng giặt, hai là Túng bỏ máy giặt, Túng giặt thôi. Nó khỏi đơn giản mà, sao? Làm khó, đúng sợ. Ê, em biết giặt đồ vậy, mốt mình làm cái tính sách giặt đồ đi em. Hello. Sao? Lần đầu làm chuyện đó. Oh! Ủa sao tự nhiên nguyên dây vậy? Tân em gọi điện thoại xe chữa cháy mà anh cứ tự. Anh chịu hết nổi rồi đó. Lần đầu làm chuyện đó của anh năm bao nhiêu tuổi? Con này cũng dễ mà. Thôi. Chị thấy dễ. Em còn zin mà. Chị tắt máy nha. Em còn zin mà. Rồi trả lời đi, cho em trả lời đó. Dối trá thì muốn làm gì trả lời đi. Làm chuyện đó thì tôi không có trả lời được. Còn không thì hết đất. Lần trước cũng đã hỏi một lần rồi. Mấy bạn này thiệt sự luôn á, lần trước đã hỏi một lần thích đất một lần rồi đó. Mấy bạn này thật sự luôn á. Ừ, bây giờ có trả lời không? Mà sao kiểu á, em thắc mắc là sao cái nét chữ. Có ba cái bạn đó giống nhau đó ta. Phải, rất là nhiều câu hỏi mà nó hơi gọi là nhạy cảm á. Là mấy bạn nó không dám in ra, biên tập không dám in ra. Ôi, sợ em muốn biết mặt bạn biên tập. Sợ bị ngại. Em hiểu không? Cho nên là chị là người kêu ghi vô đó. Nhưng mà câu hỏi này có mà. Mà em nó muốn biết mặt biên tập á. Em thương mày lắm quá. Lần nào làm chuyện đó thôi, lấy tôi hết đất cho tôi không trả lời đâu. Chuyện đơn giản nhưng mà cũng muốn trả lời hả? Bao nhiêu tuổi dễ mà. Bây giờ em ví dụ như em nói nha. Bây giờ em hỏi chị, em bao nhiêu tuổi? Em có 15 tuổi rưỡi thôi. Em chưa về thì nữa mà, chị làm em nói gì? Cái gì em biết. Liên mọi người. Tuổi bình thường mà. 15 tuổi bình thường, ô hai lời. Vậy chị năm bao nhiêu tuổi? Nói nghe nè.
không ai đặt câu hỏi cho chị hết. Bè cũng đặt câu hỏi nè. Không có ghi hình, chị không có cái nhiệm vụ đó, chị không có pha đâu kế. Mọi người có cái ghi hình đó. Bây giờ nè, em một là em trả lời, còn hai là hết đất. Thì nói em trả lời đó, em còn riêng. Cái đó là trả lời xạo rồi, là phải hết đất. Mày tính là em này chị vẫn không tin em nè. Thật sự mà em già chát như vậy mà em nói mấy câu linh tinh như vậy, ai mà tin em. Mà anh già chát. Ủa kỳ trời. Vậy là hết đất đúng không? Ờ thì tôi hết đất đó, nhưng mà thời hết đất tôi không đâm nữa thì mình đi. À hồi nãy đất có gì đó, cả 7 đất. Mười kỳ, gì? 19 cái. Gì? 6 cái mà 6. Chị mới nói 6 cục gì? Cục cưng. 6 gì? Mười mấy cái đó, mười mấy cái phân. Ừ, mười 6 cái không ta? 18 rồi. À ok chốt. Ủa sao cái gì em không nhớ, sao cái này em nhớ dài ta? Anh cảm thấy như thế nào về cuộc sống của mình hiện tại? Cuộc sống hiện tại của anh thì đối với anh thì anh còn muốn cố gắng nhiều hơn nữa. Vậy là có hài lòng hay không? Hài lòng nhưng mà anh giống như hồi nãy, cái điều mà anh hạnh phúc nhất á là ngày mai anh phải tốt hơn ngày hôm nay. Và cuộc sống hiện tại bây giờ có hài lòng nhưng chưa đủ. Tôi muốn hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa. Những cái câu hỏi này nó rất dễ thương nè. Nếu anh và fan có tình cảm với nhau thì sao? Thật ra đối với anh nó thì ra nha, chưa chị nói. Cái câu này á, hơn 20 bạn chờ hỏi. Hơn 20 bạn hỏi á. Tại nó nghiêm túc á, không phải nó giỡn đâu. Mà tại vì lọc ra cái ý thôi, hơn 20 bạn hỏi. Nếu anh và fan có tình cảm với nhau thì sao? Thật ra giống như hồi nãy em có chia sẻ, Tuấn có chia sẻ thì cái tình cảm mình nó khó nói lắm. Quan trọng là đúng người, đúng thời điểm và mình phù hợp với nhau thì cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Chứ còn mà Tuấn cũng không phân biệt là người đó là ai đâu. Còn quan trọng cái người đó phải là bản ghép của cuộc đời mình hay không nữa. Số kiểu trả lời không tin. Em vừa trả lời câu đó xong tiền. Đồng tin mà. Anh có đang cố gắng vì ai không? Và khi mệt mỏi nhất, anh nghĩ đến ai để cố gắng vượt qua? Thật ra hiện tại bây giờ anh đang cố gắng vì gia đình của anh. Và thêm một cái người nữa là cái người đang quay cho anh, đó là chị quản lý của anh. Tại vì chị Vũ là cái người, chị Vũ nè và gia đình của anh, đặc biệt là mẹ của anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh để chia sẻ anh những cái lúc mà anh buồn bã nhất hay là những cái hoài bão của anh thì đôi lúc anh cảm thấy rất là áp lực. Có nhiều khi anh đi làm về không chia sẻ được với ai hết. Mà bản thân Tuấn thì cũng không phải là một cái người thích chia sẻ quá nhiều đâu. Tuấn là một cái người sống hơi khép kín một tí, cho nên là rất là khó để nói chuyện với bất kỳ một ai. Cho nên là mọi người hay bảo là Tuấn nhạt thì thật sự là Tuấn rất là nhạt và Tuấn cũng không biết chia sẻ cùng ai hết. Thì mẹ chị Vũ nè và mẹ Tuấn ấy, là hai cái người mình luôn ở bên cạnh Tuấn những lúc Tuấn cần nhất. Thì khi mà mệt mỏi nhất, Tuấn hay nghĩ đến mẹ Tuấn, chị Vũ và gần đây nhất là có những mẹ Sula luôn ở bên cạnh Tuấn. Thì những cái cách mà mọi người quan tâm Tuấn như vậy thì thật sự Tuấn rất là có động lực để Tuấn có thể vượt qua được tất cả. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng mà công nhận là thời gian gần đây với bạn Sula rất là dễ thương đúng không? Đúng rồi, rất là thương. Ừ, rất là trong tất cả mọi thứ luôn. Chị cũng thấy xúc động về tình cảm của Sula dành cho em. Cái này là đang rất là mất ngại, là chân thành trong hoạt động á. Thấy những cái các bạn làm nè, ví dụ như Tuấn đăng những cái post về cái kêu gọi á, những công việc thiện nguyện á, thì các bạn khi mà Tuấn đọc được cái đó, Tuấn xem được những cái hình ảnh đó thì làm cho Tuấn cảm thấy rất là vui. Và trên đó chính là những cái động lực mà Tuấn phải cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa vào từng ngày. Cảm ơn tất cả bạn. Anh có bao nhiêu hình xăm và vị trí có ý nghĩa gì không? Anh hả? Hôm nay Tuấn sẽ trả lời thiệt luôn. Đáp đi, thêm số lượng đi. Đứt người nè. Ờ, phun lưng à.
nói giỡn chứ nếu mà đếm mình vị trí nha, nếu mà vị trí thì hiện tại giờ trên người Tuấn là có 4 vị trí, còn nếu mà số phần trăm á thì nó đâu đó rơi đó vào khoảng bốn vị trí thôi. Mình tính vị trí, mỗi vị trí là 1% đi ha. Vậy hả? Cũng được. Chứ nếu mình tính tiểu tiết thì nó nhiều lắm. Tại vì có những cái vị trí nó là nhiều hình ghép lại đúng không? Đúng rồi. Có một vị trí là gồm có 2 hình ghép lại. 2 hoặc là 3 hình ghép lại hoặc là 2 3 chữ ghép lại. Đó, thì nào có 4 vị trí. 4 vị trí. Ok. Ô cái câu hỏi này câu hỏi mới nè. Người trước chưa trả lời nè. Nhưng mà show ra là bao nhiêu vị trí ta? Ý là công khai. Công khai nhưng mới có tay mùng tay là mọi người thấy nhiều. Khi yêu anh có quan trọng giới tính hay không? Câu hỏi chỉ mang tính chất tham khảo. Cái này nhiều người hỏi lắm. Thật ra là cái này nó thiên về quan điểm sống của Tuấn luôn rồi, chứ nó cũng không phải. Từ là khi mà bạn đặt cái câu hỏi này, Tuấn biết là bạn cũng ngại đối với Tuấn, nhưng mà Tuấn nghĩ rằng Tuấn không có gì để ngại hết. Tại vì quan điểm sống của Tuấn và quan điểm yêu của Tuấn là khi mà Tuấn yêu một ai đó như Tuấn chia sẻ đó, thì Tuấn không có quan trọng là cái người đó có giới tính gì hay là người đó là một cái người như thế nào, gia cảnh ra sao. Những cái điều đó Tuấn không quan trọng. Quan trọng nhất là người đó có phù hợp với Tuấn hay không. Thì cái điều đó mới là cái điều quan trọng nhất. Của anh bao nhiêu câu đầu tiên? Dạ 25 bạn. 25 câu, còn 2 câu nữa là vượt ải rồi, thỉnh kinh rồi. 2 câu này đất chắc. Sao? Nếu có con. Ê quên, hồi nãy anh có đất đó. Ủa em có đất coi là ta? Chị ấy. Ủa mà có đất không vậy trả lời mà sao không trả lời, phải đi hết tất cả. Tôi nói tôi còn riêng, không ai tin tôi, ok tôi sẽ hết 18 cái. Nếu có con, ủa vừa nhắc cái chuyện ấy thì những có con liền cũng á. Nếu có con, anh sẽ dạy con anh điều gì đầu tiên? Đối mặt. Tuấn nghĩ rằng cái việc mà hai cái chữ đối mặt rất là quan trọng. Ví dụ như con Tuấn khi mà phải vấp ngã phải tự đứng dậy, và khi mà có một nỗi sợ gì đó phải biết đối diện với nỗi sợ đó, và không được làm cho nó có một cái thái độ là ỷ y, mà phải cho nó một cuộc sống tự lập, thích gì làm đó. Tuấn rất là thoải mái. Quan trọng nhất là bạn có dám đối mặt với cuộc sống của bạn hay không, và hoàn thiện bản thân mình hay không. Cái điều đó là điều quan trọng. Nhưng mà em muốn coi em đối mặt á, thì cái chuyện mà chị nghĩ là nên nữa, em phải là chỗ dựa cho nó. Tại vì chị thấy đa phần một người nào mà dám đối mặt thì sau lưng họ phải có một cái người bên cạnh. Đúng rồi. Phải có một cái người. Thật sự đây, bạn muốn đi nhanh, bạn đi một mình, nhưng mà bạn muốn đi xa, chắc chắn là bạn phải đi số đông. Và tôi nghĩ rằng á, cái việc á, bạn có thể đưa ra lời khuyên, bạn có thể là chỗ dựa vững chắc tinh thần cho con của bạn, nhưng tôi nghĩ quyền quyết định cuộc sống vẫn nằm ở con của bạn. Thì cái điều đó mới là cái điều mà quan trọng nhất đối với cuộc sống con của bạn. Tôi nghĩ điều đó mới là điều quan trọng. Câu cuối. Câu cuối cùng. Yes. Anh có bạn gái chưa ạ? Thật sự hỏi mấy câu đơn giản quá luôn á. Với một cái người 15 tuổi rưỡi chưa dậy thì chưa biết tình yêu chốn nhỏ là gì. Nói chứ là hiện tại thì bây giờ bạn đã có Tuấn là Sola. Chắc là ế em đi. Thôi tuyệt quá, mình dừng biết khi mình dễ thương rồi đó, tự nhiên nó ế chi trời. bao nhiêu lần hỏi em. Rồi bây giờ tôi ế được chưa? Ế thì nó ế có gì đâu. Tuấn đang ế mà Tuấn sạch không phải yêu đây nè. Hết đất này nè, giờ máy hết. Ủa đang vô sao tự nhiên hết đất liền vậy? Tại hết câu hỏi rồi. 27 câu hỏi mà nãy em bỏ bước một câu á. Bớt không? Nói, bớt gì? Tại mong đừng. Tại tự nhiên nó quả nó sờ, tự nhiên nó sờ. Rồi giờ 18 cái đúng không? Ừ. Rồi. Rồi. Bây giờ chị cho em câu hỏi là cuối cùng nãy hả? Có trả lời không? Nếu không trả lời thì hết đất á. Tôi thà bảo vệ tinh tế của tôi. Tôi thà tôi cũng xin, tôi cũng hết đất. Không thể nào để cái đối tượng đó. Thật sự rồi mà thôi mình mặc áo này vô cái chỗ đẹp. Rồi lát mà nó dướng dướng cái cục dây là đẹp mặt. Đẹp rồi được. Thôi chị thấy em cởi ra đẹp hơn á. Thiệt. Cảm thấy thấy bộ này thì thích cho nó đẹp em. Cởi ra đẹp hơn hả? Ừ. Ok. Mà cởi ra đẹp hơn đúng không? Ừ. Ok, cởi ra đẹp. Cởi áo luôn đi. Không.
tôi vẫn ngồi trên trắng, tôi cũng không muốn ai thấy gì hết. Thở sẵn với anh xong luôn. Không. Vô. Ok. Thôi à, sao đâu? 27. Tôi nói anh đi. Đó là một cái yêu thương dành tặng cho tất cả các bạn. Cái bình oxy để đâu? Nói chứ là ngày hôm nay rất là vui khi mà được quên văn luôn. Ngày mình thử rất là vui, rất là vui khi mà được trả lời tất cả những câu hỏi, được chia sẻ đến tất cả các bạn về cảm xúc. Mọi người bị cảm xúc vấn đề như thế nào đó. Và mình rất là mong rằng tất cả mọi người hãy giữ gìn sức khỏe. Sau mùa dịch này nè, hãy giữ gìn sức khỏe nhiều hơn nữa, ăn uống nhiều hơn để có sức đề kháng. Và chúc tất cả các bạn muốn gì làm đó, hãy thích, hãy làm việc. Và hãy nhớ thực hiện những cái đam mê của mình. Nhớ nha các bạn, cố lên. Em ơi, em chúc mẹ em mệt dữ. Em chúc sức khỏe mà em mệt dữ vậy. Hay là giờ uống miếng nước xong mà em chúc lại đi được không? Em chúc lại đi ha. Nhân dịp Tết hết, tôi xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn hơn nữa trong cuộc sống. Và chúc cho tất cả mọi người á, khi mà cảm thấy muốn làm một cái điều gì đó thì hãy bắt tay ngay vào làm. Tại vì chúng ta đã có một khoảng thời gian quá dài để mà nghỉ dịch ở nhà rồi, thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chạy đô đai và thực hiện những kế hoạch sắp tới của mình. Chúc cho mọi người sẽ thiệt là thành công. Cố lên, fighting. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này.